Chúc năm mới đến toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc đồng bào Khmer một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý. Thì hôm nay thay mặt cho ban lãnh đạo công ty, tôi xin có lời chúc Tết đến tất cả các chú, các cô, các anh chị và các bạn, các em Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chom Knay Thmey. Và đây cũng là một cái dịp rất là đặc biệt đối với không chỉ người Khmer là cán bộ nhân viên của công ty ADC, mà là một dịp rất đặc biệt, cũng là một nét văn hóa của công ty chúng ta. Thì nhân dịp Tết cổ truyền này, tôi xin kính chúc tất cả các bà con, anh chị em, tất cả các bạn nhân dịp năm mới may mắn, hạnh phúc. Anh em Khmer, tôi xin chúc toàn thể anh em ở đây cũng như là gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc toàn thể anh em Khmer trên tất cả đất nước Việt Nam đón một năm mới yên vui. Nhân Tết năm mới thì em cũng xin gửi lời chúc đến tất cả anh chị ở đây nhiều sức khỏe và thành công. Chúc cho công ty của chúng ta luôn phồn vinh, thịnh vượng và phát triển. Trăm mới trăm, một mình anh không thể đi.